độc đáo Ai Cập với lễ hội sông Nin. Người ta thường so sánh lũ lụt với thú dữ, nhưng cư dân hai bên bờ sông Nin lại không cho là như vậy. Họ thậm chí còn mong ngóng những trận lũ lụt và sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng rất long trọng. Trung tuần tháng 6 hàng năm, thể nhìn thấy màu nước sông Nin ngả màu xanh, dấu hiệu sắp có lũ, là người ta hào hứng tập trung đến bờ sông Nin để tổ chức đêm rơi lệ. Khi ấy trên mặt sông, người ta ca hát nhảy múa trên những con thuyền đang ngang dọc ngược xuôi dày đặc. Ở trên bờ, người ta đặt một bức tượng thần sông Nil tạc bằng gỗ để mọi người lần lượt cúi đầu tỏ lòng kính trọng trong tiếng tụng niệm của vị chủ tế. Đến tháng 8, khi nước sông Nin tràn qua hai bờ đê, dân ngập cả một vùng đất mênh mông, thì người ta lại thêm một lần nữa tưng bừng chào đón. Lúc này cả pháp quan, quân thần văn võ và thủ lĩnh của giáo phái cũng đến tham gia. Cùng với việc tổ chức ca hát và nghi thức chúc mừng, người ta còn tạc một cô gái đẹp kính dâng lên thần sông Nin để họ kết thành vợ chồng. Ngày hội sông Nin bắt nguồn từ một truyền thuyết rất sinh động. Một hôm, chồng của nữ thần Asiron đi chơi gặp nạn và bị chết. Nữ thần vô cùng đau đớn, khóc lóc thảm thiết. Nước mắt của bà trút xuống như mưa, như lũ, làm dâng ngập cả hai bên bờ của dòng sông Nin. Để làm giảm nỗi đau thương của nữ thần, người ta đã ca hát vỗ về rất nhiều. Và cuối cùng thì nữ thần cũng đã đổi buồn thành vui. Nụ cười lại trở về nơi khóe miệng. Người ta còn nói rằng vì nước tràn dâng qua hai bên bờ sông là nước mắt của nữ thần, nên tất cả những nơi có nước sông tràn qua đều rộ hé mầm non, làm xuất hiện các cây lương thực. Và từ đó mỗi khi nước sông Nin dâng tràn là người ta lại vui mừng ca hát. Thực ra, ngày hội sông Nin ngập tràn trở thành ngày hội truyền thống của người Ai Cập chính là do mối quan hệ mật thiết giữa cuộc sống và nền văn minh của họ với sông Nin. Hàng nghìn năm nay, cư dân hai bên bờ sông Nin đã biết tận dụng đất đai màu mỡ để phát triển nông nghiệp. Và cũng chính vì vậy mà nơi đây đã trở thành khu vực tập trung dân cư đông đúc với nền kinh tế phát triển nhất trong lịch sử. Trước nước châu Phi, uống nước nhớ nguồn, cư dân ở đây từ đời này qua đời khác không ai quên được ơn sâu của dòng sông Nin. Họ coi sông Nin như là thần, cho nên cứ mỗi năm một lần họ lại tổ chức chào mừng ngày sông Nin dâng nước để tỏ rõ tình cảm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo.